Em xin kính chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em Trung Với Lính. Mọi người nhớ đăng ký kênh và theo dõi kênh giúp em đấy nhé. Hôm nay em về thêm mẫu quần short màu ô liu của Thái Lan. Hàng chất vải kaki 100% cotton nhé. Rất là mềm, mát. Đây ạ, cúc này, cúc bấm này, cúc đồng. Khóa, khóa kéo, cúc đồng. Túi là túi lổ rất là đẹp, nó thiết kế rất là khỏe khoắn. Nó là 6 túi nhá. Đây ạ, 6 túi. Túi hai bộ hai túi đằng sau này, nếu là 4 túi đằng trước. 6 túi. Túi đằng sau cũng kiểu túi lổ nhá, rất là đẹp. Thiết kế đai rất là khỏe khoắn này. Chắc chắn, đường may rất chắc chắn, em vào sát mọi người xem. Đấy, đấy, nó may rất chắc chắn nhá, đường chỉ to. Đảm bảo cho mọi người là tốt, bền màu. Dùng cực đẹp, mùa hè mặc cái này thì nó mát, nó thoải mái ạ. Phong cách nó rất là hợp lý, nó không có gì gọi là nghịch ngợm cả. Nó gọi là trông nó khỏe khoắn thôi. Rất là hợp lý ạ. Nó có cả dây rút ở dưới này. Mọi người có thể dùng hoặc có thể bỏ. Rất đơn giản. Nhưng mọi người cứ để cái này trông nó hay hơn. À, em có số từ 30, 31, 32, 34. Dành cho người từ 55kg cho đến 85kg có thể vừa. Anh nào thích thì nhắn tin của em qua số điện thoại Zalo 0378 050 027, hoặc gọi điện trực tiếp cho em. Giá em bán là 300.000 một quần nhé. Mọi người được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Rồi em xin chào mọi người ạ. Em cảm ơn.